trong đêm trăng. Vâng, xin chúc mừng phần dự thi của nhóm thí sinh đội tuổi trẻ. Kính thưa quý vị, trong chương trình tìm kiếm tài năng HUMG lần này thì chương trình của chúng ta đã được rất nhiều các bạn thí sinh với 63 tiết mục tham dự vòng sơ loại với rất nhiều các tài năng khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã được thưởng thức các tiết mục về võ, về hát và về múa. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một tiết mục mà sẽ mang lại cho các bạn những ký ức ở tuổi thơ. Tài năng này đến từ một nhóm thí sinh mang số báo danh 10. Đó là tiết mục nhảy dây nghệ thuật của nhóm thí sinh khoa công nghệ thông tin. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu và đến với tiết mục nhảy dây nghệ thuật qua phần dự thi của nhóm thí sinh đến từ khoa công nghệ thông tin với số báo danh 10. Cao 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 có cái
Yeah, yeah. Và luôn luôn có những người anh em mà chỉ cần nhắc đến tên thôi đã đủ cho mình cái tinh thần để biến cái bài thi hôm nay thành một cái live show rồi. Yeah, yeah. Shout out to anh em. Hola, hola.
Vâng, xin được chúc mừng các bạn sinh viên đến từ khoa công nghệ thông tin đã mang đến cho chúng ta một tiết mục nhảy dây rất ấn tượng. Và chúng ta không quên dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn đến từ khoa công nghệ thông tin đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình. Chúng tôi còn nghe tràng pháo tay lớn hơn nữa đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã bắt đầu bước vào năm mới 2021 và chúng ta đang cùng chờ đón năm mới năm Tân Sửu. Và chúng ta đang sống trong những ngày không khí đầu xuân. Và sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí qua phần dự thi của các bạn nhóm thí sinh kinh tế K64 số báo danh 03 với tiết mục múa mắt sắp xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Vâng, xin cảm ơn không khí mà các cô gái của nhóm thí sinh Kinh tế K64 mang lại cho chúng ta trong hội trường 300 ngày hôm nay, đúng không ạ? Và còn ngần ngại gì nữa, quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn các cô gái được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 15 Văn Đình Trung với tiết mục đơn ca Đi đâu để thấy hoa bay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 15, bạn Văn Đình Trung đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nhóm thí sinh đến từ khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất với số báo danh 08 qua tiết mục múa Vũ Độc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin chúc mừng phần dự thi của nhóm thí sinh mang số báo danh 08 khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 04 Đinh Thế Vinh với tiết mục dự thi đơn ca Nước ngoài. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 04, bạn Đinh Thế Vinh đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng hướng lên sân khấu và thưởng thức tiết mục múa đơn Cò Lả. Các phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 18, bạn Mai Thị Lan Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Vâng, xin chúc mừng phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 18 Mai Thị Lan Anh. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh Lê Đăng Nam mang số báo danh 05 với tiết mục dự thi hát đơn ca Nơi Ấy Rào Trăng Anh Ở Lại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 05 Lê Đăng Nam đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nhóm thí sinh Dầu Khí K65 số báo danh 01 với màn hát múa Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
bốn ngàn năm đinh lý trần lê từ Bà Trưng Bà Triệu sông Bạch Đằng âm vang trong gió sóng rạch gầm chôn xác quân ngoại xâm tiếng vó ngựa dày vang bờ cõi đất Việt ơi muôn thuở bên người vẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiêng sông núi tiếng trống đồng âm vang rừng núi thắm máu đào trên đất mẹ yêu thương hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi đất Việt ơi muôn thuở bên người đẹp biết bao quê hương Việt Nam đẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hè còn muôn hồn ngàn lần dây đơn đất mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng chiều trái tim con người Việt Nam chiều cánh tay xây đắp nước non này nắm chặt tay giữ yên cõi tiếng vọng ngàn đời sứ sách mãi còn lưu dài. Quân ngoại sơn tiếng vó ngựa dày vang bờ cõi những người con đất Việt oai hùng vẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiêng sông núi tiếng trống đồng âm vang rừng núi thắm máu đào trên đất mẹ yêu thương hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi đất Việt ơi muôn thuở bên người đẹp biết bao quê hương Việt Nam đẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hè còn muôn hồn ngàn lần lên đơn đất mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng chiều trái tim con người Việt Nam chiều cánh tay xây đắp nước non này nắm chặt tay giữ yên bờ cõi tiếng vọng ngàn đời sứ sách mãi còn lưu dài người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước.
xin được chúc mừng các bạn đến từ nhóm thí sinh Dầu Khí K65 đã thành xong phần dự thi của mình. Và kính thưa quý vị, màn hát múa Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời của các bạn sinh viên khoa Dầu Khí K65 cũng đã khép lại phần dự thi của 15 nhóm thí sinh và các thí sinh tham dự đêm chung kết tìm kiếm tài năng HUMG lần thứ nhất ngày hôm nay. Và một lần nữa xin quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng 15 thí sinh và nhóm thí sinh hoàn thành xuất sắc các tiết mục dự thi của mình. Và trong khi chờ đợi ban giám khảo và tổ thư ký đưa ra kết quả cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay, thì xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu và cùng gặp gỡ và giao lưu với anh Trần Mạnh Hưng, quán quân của cuộc thi đơn ca tiếng hát sinh viên năm 2007. Và ngày hôm nay thì anh Mạnh Hưng sẽ gửi tới chúng ta những ca khúc. Và quý vị không quên dành một tràng thật lớn để chào đón anh Mạnh Hưng lên sân khấu được không ạ? Lần đầu tiên cho phép Hưng được xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên Trường Đại học Một Địa Chất. Rất lâu rồi mới được đứng ở một cái sân khấu cho sinh viên như thế này. Thì hy vọng rằng là sau cuộc thi ngày hôm nay thì đội văn nghệ của Trường Đại học Một Địa Chất sẽ có thêm nhiều thành viên để tiếp tục những cái con đường mà đội văn nghệ trước đây đã từng có đi thi đấu các trường khác, đi thi đấu các giải khác. Hy vọng là chúng ta sau chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm. Và đến đây, Hưng xin được tặng mọi người một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến được mang tên Giai điệu Tổ quốc. Xin mời thầy cô và các bạn cùng nghe. Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời, tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kêu, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng, tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian lao. Giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước
tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng. Vâng, và quý vị và các bạn không quên dành một tràng tay thật lớn để cảm ơn ca khúc đến từ anh Mạnh Hưng được không ạ? Và kính thưa quý vị, như vậy sau một buổi tối làm việc công tâm và khách quan thì kết quả cuối cùng của chung kết cuộc thi tài năng sinh viên HUMG lần thứ nhất đã có trên tay của Sĩ Quân và Kiều Trinh. Và ngày hôm nay thì 15 thí sinh và nhóm thí sinh đã rất nỗ lực để gửi tới chúng ta những tiết mục rất xuất sắc. Và một lần nữa xin quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các tiết mục được không ạ? Và tham dự với chung kết tìm kiếm tài năng HUMG lần thứ nhất ngày hôm nay thì các thí sinh và nhóm thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận của ban tổ chức. Và sau đây chúng tôi xin mời đại diện của 15 thí sinh và nhóm thí sinh sẽ cùng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức. Xin mời bạn Hà Thanh Huyền, số báo danh 13, đại diện của nhóm kinh tế K65, số báo danh 017, bạn Phan Thị Minh Thùy, số báo danh 016, câu lạc bộ võ, số báo danh 012, câu lạc bộ sinh viên Thanh Hóa, số báo danh 19, bạn Cấn Xuân Bình, số báo danh 02, đội tuổi trẻ, số báo danh 14, liên chi khoa công nghệ thông tin, số báo danh 10, kinh tế K64, số báo danh 03, bạn Văn Đình Trung, số báo danh 15, liên chi khoa khoa học và kỹ thuật điện chất, số báo danh 08, bạn Đinh Thế Vinh, số báo danh 04, Mai Thị Lan Anh, số báo danh 18, Lê Đăng Nam, số báo danh 05 và Dầu Khí K65, số báo danh 01. Xin mời đại diện của 15 thí sinh và nhóm thí sinh sẽ cùng bước lên sân khấu. Vâng, xin mời đại diện của 15 thí sinh và nhóm thí sinh chúng ta cùng khẩn trương bước ra sân khấu ạ. Kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, và chị Trần Thị Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, lên trao giấy chứng nhận cho 15 thí sinh của ngày hôm nay. Xin trọng kính mời các đồng chí. Thank you.
Vâng, và một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tuấn, chị Nguyễn Thị Trần Thị Thu Trang, và xin được chúc mừng 15 thí sinh và nhóm thí sinh đã có mặt trong chung kết tài năng sinh viên HUMG lần thứ nhất ngày hôm nay. Xin được chúc mừng các bạn và xin được trân trọng cảm ơn. Và xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đá lại sân khấu để cùng đến với phần công bố kết quả. Và trước khi chúng tôi công bố kết quả và để đảm bảo tính công bằng và khách quan của cuộc thi ngày hôm nay, thì sau đây cho phép những người dẫn chương trình chúng tôi sẽ được đọc điểm của từng tiết mục trước khi chúng ta công bố thứ hạng của các tiết mục ngày hôm nay. Và tổng điểm của mỗi tiết mục, mỗi ban giám khảo sẽ chấm điểm với thang điểm là 100. Trong đó, tài năng là 60 điểm, trang phục đạo cụ là 20 điểm, phong cách biểu diễn 10 điểm và điểm thưởng 10 điểm. Tổng điểm của mỗi ban giám khảo là 100 điểm. Và sau khi 3 ban giám khảo chấm điểm, tổ thư ký sẽ lấy điểm trung bình cộng của 3 ban giám khảo. Và các tiết mục có số điểm như sau. Tiết mục Miền Sa Thẳm được 80 điểm, Múa Tứ Phủ 69,5, Hát Đơn Ca Sao Anh Chưa Về Nhà 72, Võ Nhạc 75, Nhạc Vũ Kịch Khúc Ơi 89,6, Hát Đơn Ca Điều Anh Biết 66, Múa Sóng Lụa Vendo 91,5, Nhảy Dây Nghệ Thuật 81,6, Múa Mắt Sắp Xuân 65,5, Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay 75, Múa Vũ Độc 81, Hát Đơn Ca Nước Ngoài 69, Múa Đơn Cò Lả 75,8, Hát Đơn Ca Nơi Ấy Rào Trăng Anh Ở Lại 82, và Múa Hát Tiếng Đất Việt Tiếng Vọng Ngàn Đời 72,8. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 3 giải phong cách, 1 giải triển vọng, 1 giải 3, 1 giải nhì và 1 giải nhất. Không biết là các bạn khán giả chúng ta đã nóng lòng muốn biết quán quân ngày hôm nay là ai chưa ạ? Dạ vâng, trước khi diễn ra chương trình ngày hôm nay thì trên fanpage của Đoàn Thanh Niên chúng ta có một cuộc thi bình chọn và dự đoán xem thí sinh nào sẽ là quán quân, và kết quả của khán giả bình chọn sẽ được công bố trên fanpage của Đoàn Thanh Niên Hội Sinh Viên Trường. Khán giả đạt giải sẽ nhận phần thưởng tại văn phòng Đoàn Thanh Niên Trường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các hạng mục giải của chung kết tài năng sinh viên HUMG ngày hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ cùng đến với 3 giải phong cách. Và ở giải này, mỗi giải thưởng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 500.000 đồng. Và xin mời bước lên phía trước tiết mục, đại diện của tiết mục Múa Vũ Độc của khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, số báo danh 08. Thí sinh mang số báo danh 012, câu lạc bộ võ. Và giải phong cách tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 013, bạn Hà Thanh Huyền với ca khúc Miền Sa Thẳm. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời biên đạo múa Ánh Nguyệt, thành viên ban giám khảo, sẽ lên sân khấu trao giải phong cách cho 3 tiết mục. Xin được trân trọng kính mời. Được trân trọng cảm ơn biên đạo múa Ánh Nguyệt và chúc mừng 3 tiết mục đã đạt giải phong cách của chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa quý vị hãy cùng dành tràng tay thật lớn để chúc mừng 3 tiết mục đã đạt giải phong cách. Và sau đây chúng ta sẽ đến với giải triển vọng. Tiết mục đạt giải triển vọng sẽ nhận được giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng của ban tổ chức. Và chúng tôi xin được sướng tên tiết mục đạt giải triển vọng là tiết mục mang số báo danh 10, nhảy dây nghệ thuật đến từ Liên Chi khoa Công nghệ Thông tin. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Vương Bảo Ngọc, tổng giám đốc công ty Hus Việt Nam, thành viên ban giám khảo, sẽ lên sân khấu trao giải triển vọng cho tiết mục nhảy dây nghệ thuật
đến từ Liên Chi khoa Công nghệ Thông tin. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn anh Vương Bảo Ngọc và xin được chúc mừng tiết mục của khoa Công nghệ Thông tin. Vâng, và sau đây xin được mời bước lên phía trước đại diện của nhóm múa tuổi trẻ mang số báo danh 014. Đại diện thí sinh mang số báo danh 05, bạn Lê Đăng Nam. Đại diện số báo danh nhóm thí sinh 019, câu lạc bộ Thanh Hóa. Đây sẽ là 3 tiết mục đạt giải nhất, nhì và ba của cuộc thi ngày hôm nay. Theo như các bạn, tiết mục nào sẽ đạt giải nhất ạ? Và xin được mời bước lên phía trước một bước thí sinh mang số báo danh 05, bạn Lê Đăng Nam với ca khúc Rào Trăng Anh Ở Lại đã đạt giải 3 của hội thi ngày hôm nay. Và bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng và cúp của ban tổ chức. Sau đây xin trân trọng kính mời anh Trần Mạnh Hưng và anh Lê Anh Tuấn đại diện EduTalk sẽ lên trao giải 3 cho thí sinh Lê Đăng Nam mang số báo danh 005. Vâng, và xin mời đại diện của hai nhóm thí sinh của đội tuổi trẻ và câu lạc bộ Thanh Hóa chúng ta có thể lùi về phía sau 2 bước. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn anh Trần Mạnh Hưng, trưởng ban giám khảo, anh Lê Anh Tuấn, đại diện công ty EduTalk, và xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 05, Lê Đăng Nam đã được giải 3 của hội thi ngày hôm nay. Và lúc này chúng ta sẽ chỉ còn 1 giải nhất và 1 giải nhì. Xin mời bước lên phía trước đại diện của đội tuổi trẻ. Mời các bạn bước lên phía trước được không ạ? Và xin mời đại diện của câu lạc bộ Thanh Hóa cũng bước lên luôn ạ. Chỉ một nhất và một nhì thôi. Và với chúng ta đã được biết điểm của các tiết mục rồi đúng không ạ? Và với 91,5 điểm, xin được chúc mừng tiết mục múa Sóng Lụa Ven Đô của các bạn đến từ đội tuổi trẻ đã là tiết mục đạt giải nhất của hội thi ngày hôm nay. Và xin được chúc mừng tiết mục nhạc vũ kịch Khúc Ơi của các bạn đến từ câu lạc bộ Thanh Hóa đã đạt giải nhì. Sau đây xin trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Đức Vinh và Trần Thị Thu Trang sẽ lên sân khấu để trao giải nhì cho câu lạc bộ Thanh Hóa mang số báo danh 019. Và xin mời đại diện của đội tuổi trẻ một lần nữa, chúng ta sẽ lùi về phía sau. Và xin mời các bạn đại diện của câu lạc bộ Thanh Hóa cũng sẽ cùng đứng ra giữa sân khấu. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đức Vinh và chị Trần Thị Thu Trang. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn đến từ câu lạc bộ Thanh Hóa đã đạt giải nhì của hội thi ngày hôm nay. Các bạn đội tuổi trẻ đang ở đâu ạ? Hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng các chàng trai và cô gái của đội tuổi trẻ với tiết mục múa Sóng Lụa Ven Đô đã là tiết mục đạt giải quán quân của HUMG Talent 2020 ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Sau đây xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường và chị Trần Thị Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường sẽ lên sân khấu để trao giải nhất cho đội tuổi trẻ mang số báo danh 014. Thank you.
không? Và xin được chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tuấn, chị Trần Thị Thu Trang, và một lần nữa được chúc mừng đội tuổi trẻ. Và xin mời anh chị sẽ cùng lán lại sân khấu ạ. Và xin mời các thí sinh chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước. Xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý đại diện nhà tài trợ cùng các quý vị trong ban giám khảo sẽ cùng lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh về tham dự hội thi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Đức Vinh, anh Lê Anh Tuấn sẽ cùng bước lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với 15 thí sinh và nhóm thí sinh về tham dự đêm chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng các thí sinh đã đạt giải trong hội thi của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự cổ vũ và động viên chương trình. Xin được chân thành cảm ơn ban giám hiệu, đảng ủy ban giám hiệu trường đại học Mỏ Địa Chất, lãnh đạo các phòng khoa ban, các đơn vị nhà tài trợ đã đồng hành để chương trình được thành công. Và xin được khép lại cuộc chung khảo cuộc thi tài năng sinh viên lần thứ nhất ngày hôm nay. Dạ vâng, sau đây xin được mời đại biểu các quý vị ban giám khảo sẽ lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, ban giám khảo sẽ cùng lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được kính mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng quý vị ban giám khảo sẽ cùng lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời.